Xin chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai nha. Để tiếp tục chuỗi video nói về dự án đầu tư Antares, thì trong cái video này Mai sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho mọi người về cái chương trình Live Profit Team. Chương trình Live Profit Team là chiến dịch marketing được Antares thiết kế nhằm quảng bá nền tảng quảng cáo của công ty Nexus. Chương trình này sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp dựa trên kế hoạch marketing phúc lợi tuyến tính. Công ty đầu tư Nexus bắt đầu hoạt động tại Ireland từ năm 2010 dưới dạng quỹ phòng hộ. Đến thời điểm này, công ty được đăng ký tại Úc vì nơi đây có điều kiện thuận lợi để kinh doanh. Trong hơn 10 năm hoạt động, Nexus đã thể hiện mình là một công ty phát triển năng động với nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô. Nexus cung cấp cho khách hàng các gói đầu tư có kỳ hạn từ 280 đến 300 ngày với khả năng sinh lời lên tới 1,8% mỗi ngày. Lợi nhuận này được tạo ra từ các hoạt động thương mại của công ty trong 5 phân khúc thị trường khác nhau, đó là thị trường tiền mã hóa, thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, thị trường nguyên liệu thô và đầu tư mạo hiểm. Nhà đầu tư có được lợi thế đặc biệt nhờ đa dạng hóa rủi ro, trong đó quỹ đầu tư được phân bố đều theo nhiều hướng và trong trường hợp kịch bản tiêu cực xảy ra với một trong các thị trường, mức sụt giảm trên thị trường này sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận thu được từ các thị trường khác. Nhờ vậy, gói đầu tư sẽ luôn mang lại lợi nhuận dương. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, Nexus đã đàm phán hợp đồng với nền tảng Antares, qua đó khẳng định quyền độc quyền quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty. Từ ngày 6 tháng 7, nếu muốn đầu tư vào công ty Nexus, nhà đầu tư sẽ chỉ có thể thực hiện thông qua nền tảng Antares. Nền tảng Antares cung cấp khả năng quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty Nexus để nhận phần thưởng hấp dẫn. Cơ chế tiếp thị đối tác của chương trình này sử dụng mô hình marketing tuyến tính. Đây được coi là loại hình marketing phổ biến nhất trong ngành tiếp thị đa cấp. Mô hình marketing tuyến tính được nhiều người lựa chọn và yêu thích vì có tính đơn giản và hết sức minh bạch. Trong hình thức marketing này, càng nhiều càng tốt là mô hình được dùng phổ biến. Bạn được phép kết nối với số người không giới hạn trên nhánh đầu tiên và đối tác của bạn cũng có thể làm vậy, không có hạn chế nào được đặt ra. Chương trình Live Profit Team cung cấp 4 loại tiền thưởng. 1. Tiền thưởng tuyến tính là khoản thưởng lên tới 5% giá trị tiền nạp của đối tác được mời và tối đa 5% giá trị trích từ lợi nhuận của khoản tiền nạp đầu tư thuộc 5 cấp độ phân nhánh trên cấu trúc đối tác của bạn. 2. Tiền thưởng cố vấn sẽ được trao khi bạn đạt các trạng thái nghề nghiệp cấp độ cố vấn khác nhau của công ty với mức thưởng từ $75 đến $140,000 tùy thuộc vào giá trị của trạng thái nghề nghiệp đã đạt. 3. Tiền thưởng lãnh đạo được trao khi thực hiện những điều kiện hoạt động nhất định trên nhánh đầu tiên trong tháng dương lịch. Giải thưởng bao gồm khoản tiền từ $70 đến $2,000 và được tăng tỷ lệ phần trăm tiền thưởng tuyến tính từ 0,1% đến 1% trong tháng tiếp theo. 4. Tiền thưởng hình ảnh được chi trả khi đạt những trạng thái hình ảnh nhất định, mức thưởng từ $50 đến $18,000. Live Profit Team, cơ hội là vô hạn. Thì sau khi mà các bạn đã đăng nhập vào cái tài khoản của mình rồi, các bạn sẽ vào cái chương trình Live Profit Team ha. Rồi khi mà các bạn đã vào được cái tài khoản Antares vào cái chương trình Live Profit Team thì cái giao diện làm việc nó sẽ là như thế này. Những bạn nào mà chúng ta vào bằng cái giao diện điện thoại á, thì cái mục này nè nó sẽ hiện theo chiều dọc chứ nó không phải theo chiều ngang như thế này. Đó thì khi mà các bạn vào điện thoại và vào máy tính thì cái giao diện của nó sẽ khác nhau, nhưng cơ bản là tất cả các đề mục nó đều giống nhau cả. Thì trong video này Mai giới thiệu tổng quan về cái chương trình thì Mai sẽ dùng cái giao diện máy tính để cho nó rộng hơn, nó thoải mái hơn để mà mọi người dễ dàng hình dung hơn. Còn khi mà các bạn vào bằng điện thoại thì cái thao tác nó cũng y hệt như vậy nha. Đối với về cái chương trình Live Profit Team, các bạn sẽ vào cái mục là bàn làm việc thì cái giao diện nó sẽ là như thế này, được chưa? Rồi ở đây, đối với cái chương trình đầu tư Live Profit Team thì với mức vốn hiện tại Mai đang đầu tư với cái gói là $500. À, ở phần này nó sẽ có cái phần là biểu đồ phân phối. Thì các bạn hình dung rằng là với cái mức vốn đầu tư là 500 thì nó sẽ chia ra cho mình rằng là theo cái 5 cái đề mục khác nhau. Mỗi một cái danh mục như vậy thì là nó sẽ có cái vốn rằng là 20% trên cái vốn đầu tư của mình. Thì ở đây là Mai đầu tư 500. Thì mỗi một cái danh mục như vậy thì là nó sẽ đầu tư là 100. Về cái phần đầu tư mạo hiểm là $100 nè. À, về cổ phần là $100. Về Forex là $100. Về tiền điện tử $100. Và về cái thị trường hàng hóa vẫn là $100. Được chưa ạ? Rồi, ví dụ như các bạn đầu tư gói $1,000 thì nó cũng sẽ chia ra theo 5 cái danh mục phân phối như thế này. Đó, thì nó sẽ tính phần trăm là mỗi một danh mục sẽ là 20% trên cái vốn cái gói đầu tư của bạn.
Thì ở đây là nó sẽ có cái phần là lợi nhuận theo danh mục đầu tư đó, thì nó sẽ có lợi nhuận theo hướng rằng là một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Thì khi mà các bạn xem cái video này hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm ở trên trang chủ, thì các bạn có thể đưa ra được cái mức vốn đầu tư theo cái gói đầu tư mà phù hợp với bản thân mình, phù hợp với cái khả năng tài chính của mình ha. Đó thì ở đây thì nó sẽ kê khai rất là chi tiết và đầy đủ về cái phần lợi nhuận. Thì khi mà các bạn trong cái quá trình chúng ta tham khảo thì chúng ta có thể tính được rằng là ví dụ như bây giờ tôi đề ra với cái mức vốn là 1.000 đô, thì sau một ngày với cái mức đầu tư như vậy thì một ngày tôi sẽ hưởng được lợi nhuận bao nhiêu, một tuần tôi sẽ hưởng được bao nhiêu, một tháng, một năm như vậy, thì các bạn cứ tính lên để mà chúng ta đưa ra một cái mức vốn đầu tư cho nó phù hợp. Rồi tiếp đến là các bạn lướt xuống nè, ở đây thì nó sẽ có cái phần biểu đồ cột để mà thống kê cái lợi nhuận theo cái chương trình ra rồi phía team. Đối với mỗi một chương trình thì nó đều có cái cột như thế này để chúng ta thể hiện được cái lợi nhuận và cái mức vốn đầu tư của mình. Ở cái cột màu xanh thì nó sẽ thể hiện cho cái mức vốn của mình. Thì hiện tại cái gói đầu tư của Mai đang là mức vốn là 500 đô. Đó, và cái lợi nhuận kiếm được hiện tại là 183,33 đô. Thì do là cái mới đầu tư cho nên rằng là cái lợi nhuận của mình nó sẽ thấp hơn cái cột là vốn đầu tư, nhưng mà theo thời gian rằng là chắc chắn là cái cột màu tím nó sẽ cao hơn cái cột màu xanh, tại vì cái cột màu tím là thể hiện cái lợi nhuận, mà lợi nhuận là bao gồm cả gốc và lãi luôn được không ạ. Rồi ở bên đây thì nó sẽ thống kê theo cái sự kiện đó, thì các bạn có thể theo để theo dõi ha. Tiếp đến là về cái phía dưới là nó sẽ có một cái bảng lợi nhuận như thế này, và bên này là cái biểu đồ lợi nhuận. Thì đối với những bạn nào mà chúng ta đầu tư đơn thuần thì các bạn sẽ vào nhìn vào cái màu vàng. Màu vàng là cái thể hiện cho cái phần tích lũy theo cái gói đầu tư. Đó, nếu như mà chúng ta đầu tư đơn thuần thì chắc chắn là nguyên cái vòng tròn này đều là màu vàng hết. Nhưng mà trong cái quá trình đầu tư, những bạn nào mà chúng ta tham gia vào cái việc marketing thì các bạn sẽ có được những cái giải thưởng này. À, đối với chương trình Live Profit Team thì các bạn sẽ có được 5 giải thưởng. Đối với cái chương trình banner thì nó cũng chỉ có 4 giải thưởng thôi, nhưng mà đối với cái live này nó sẽ có 5 cái giải thưởng. Thì khi mà các bạn đạt được một cái giải thưởng nào thì trên cái vòng tròn này nó sẽ biểu hiện thêm cái màu của cái phần giải thưởng đó. Ở hiện tại thì nó sẽ có những cái màu như thế này. À, khi mà các bạn đạt được thì nó sẽ biểu hiện lên cái vòng tròn này cho các bạn thấy. À, tiếp đến là về cái phần sự nghiệp của tôi. À, ở cái phần này rằng là nó sẽ những cái bạn nào mà tham gia để mà chúng ta marketing về cái chương trình và cái dự án thì các bạn cần quan tâm ở cái phần này. À, đối với cái phần này thì nó sẽ có những cái giải thưởng, ví dụ như là những cái giải thưởng như trên này nè đó, về giải thưởng dòng, giải thưởng mentor, leader, hình ảnh văn phòng này kia đó, thì các bạn có thể quan tâm ở dưới cái phần này đó. Thì đó mà sẽ nói sơ qua ha, đối với về cái phần giải thưởng mentor thì cái mentor này nó viết tắt là chữ M. Hiện tại với một cái tài khoản mới thì các bạn sẽ đang ở cái mức là mentor không. Và khi mà các bạn muốn được lên cái trạng thái là M1 thì các bạn cần, ở đây nó ghi rõ rất là nhiều nè, để có trạng thái M1 bạn cần, à cần đạt gì ạ? Cần đạt được những cái điều kiện ở bên dưới này. Và khi mà các bạn đạt được ba cái điều kiện này, các bạn phần hưởng khi đạt được trạng thái là 75 đô. Có nghĩa là khi mà các bạn đạt đủ ba cái điều kiện này thì các bạn được lên cái mentor 1. Và khi các bạn lên được mentor 1, các bạn sẽ được nhận giải thưởng là 75 đô, được mặt. Rồi, ở đây thì khi mà các bạn đạt được M1 xong rồi thì ở đây nó sẽ hiện ở đây là M1 nè, và nó sẽ hiện ở đây là M2, thì tiếp tục nó sẽ ra cái những cái điều kiện cho các bạn. Khi mà các bạn đạt đủ điều kiện thì nó sẽ hiển thị cái phần hưởng trạng thái các bạn. Sau khi mà các bạn đạt được đủ cái điều kiện thì cái phần hưởng này nó sẽ cộng trực tiếp vào cái tài khoản tiền hưởng ở phía trên này cho các bạn. Đây, nó sẽ cộng trực tiếp vào cái tài khoản tiền hưởng. Mà các bạn biết rồi, cái tài khoản tiền hưởng là cái phần tiền mà mình muốn rút lúc nào cũng được. Cái ví này là cái ví mà mình được phép rút tiền. Hai cái ví này là cái ví bắt đầu và cái ví hoạt động, là mình sẽ không có được phép rút trực tiếp. Nhưng đối với cái ví tiền thưởng, có bao nhiêu tiền mình được phép rút bấy nhiêu. Thì ở cái phần này, khi mà các bạn làm marketing, các bạn đạt được những cái điều kiện này, các bạn sẽ được nhận và nhận được tiền trực tiếp luôn. Các bạn sẽ nhận được tiền trực tiếp khi mà các bạn đạt được những cái trạng thái như vậy, được không ạ? Rồi, tiếp đến là về cái phần giải thưởng leader nè. Đó, hiện tại thì nó đang thiếu, thì các bạn nếu mà để đạt được cái trạng thái là đây thì các bạn sẽ còn có những cái điều kiện như thế này, à cần cái điều kiện như thế này, và cái phần hưởng đạt được là 70 đồng anh ta, có nghĩa là 70 đô đó, được không ạ? Nói chung tất cả những cái phần hưởng, những cái giải thưởng mà bên internet khi mà các bạn đạt được yêu cầu đề ra thì cái tiền hưởng nó sẽ cộng trực tiếp vào cái tài khoản tiền hưởng cho các bạn, và các bạn được phép rút
trực tiếp được không? Đó, thì những cái bạn nào mà chúng ta quan tâm về cái vấn đề marketing thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở cái vấn đề này. Thì trong cái video này thì Mai sẽ không nói quá nhiều về cái mục marketing. Mai sẽ tập trung vào những cái gói đầu tư và những điều lưu ý trong cái quá trình đầu tư về cái chương trình Live Profit Team thôi. Còn những bạn nào mà chúng ta quan tâm về cái vấn đề marketing hoặc là quan tâm về những cái điều kiện để mà mình đạt được những cái phần thưởng như vậy thì các bạn có thể liên hệ Mai để mà chúng ta cùng trao đổi để mà tìm hiểu kỹ hơn. Còn đối với những cái video đơn thuần nói về giải như thế này thì Mai sẽ không quá tập trung vào cái việc marketing, không quá tập trung vào cái việc làm hệ thống. Rồi quay lại cái vấn đề chính là các bạn khi mà các bạn lướt lên, các bạn sẽ vào đi sâu vào cái mục tài chính. Thì khi mà các bạn trong cái quá trình các bạn đầu tư với Antares thì cái mục mà các bạn làm việc nhiều nhất đó là cái mục tài chính. Khi mà các bạn muốn tìm hiểu về những cái gói đầu tư như vậy, tìm hiểu cái mức vốn và cái lợi nhuận chúng ta nhận được theo cái gói mà chúng ta mong muốn thì các bạn phải vào cái mục mua gói đầu tư. À, thì trong cái mục mua gói đầu tư này thì nó sẽ kê khai rất là chi tiết và cụ thể về cái lợi nhuận mà các bạn đạt được theo như cái mức vốn mà các bạn đề ra. Thì đối với cái chương trình Ladder Fit Team á, thì nó sẽ khác với cái chương trình Banner. Như các bạn, nếu như các bạn xem được cái chương trình Banner trong cái video trước của Mai thì các bạn sẽ biết được rằng là cái chương trình Banner là chúng ta đầu tư theo dạng gói. Tức là nó sẽ có những cái gói cụ thể, gói 100 đô, gói 250, gói 500, gói 1000. Nó sẽ có những cái gói cụ thể như vậy. Thì khi mà các bạn đầu tư là bắt buộc các bạn phải mua theo đúng cái gói mà bên cái chương trình nó đề ra. Đối với cái chương trình Live này thì nó sẽ không có theo dạng gói cụ thể mà nó sẽ theo một cái dạng gói dao động. À, các bạn nhìn đây nè. Đối với cái chương trình Live Profit Team thì cái mức vốn tối thiểu là 50 đô. À đúng không ạ? Cái mức vốn tối thiểu là chỉ có 50 đô thôi. Và cái chương trình Live này nó sẽ có cái mức gói đầu tư nó dao động. Đây các bạn nhìn thấy cái gói này không? Từ 100 đến trước 150. Có nghĩa rằng là khi mà các bạn chọn mua cái gói này thì các bạn, khi mà các bạn chọn mua cái gói này rồi, các bạn được quyền đăng ký cái vốn đầu tư dao động trong cái mức này. Tức là ví dụ như từ 100 đến 150 thì các bạn sẽ được đầu tư với mức vốn là 120, 110, 130, 140, 150, được không? Đối với cái chương trình Live này thì thời gian làm việc mặc định của nó là 280 ngày. Tuy nhiên nó sẽ có thêm cái phần là ngày bổ sung và bổ sung lợi nhuận. Đây, khi mà các bạn đầu tư vào cái gói 50 đô này, thời gian làm việc mặc định của nó là 280 ngày, tuy nhiên nó sẽ có thêm cái phần ngày bổ sung, có nghĩa là 2 ngày. Vậy thì các bạn hiểu như thế này, đáng lý ra với cái mức vốn 50 đô này, thời gian kết thúc cái gói 50 này là 280 ngày, nhưng nó có thêm 2 ngày bổ sung, rằng là sẽ hiểu là 282 ngày sẽ kết thúc cái gói 50 đô này. Và trong 282 ngày này, các bạn sẽ được hưởng lợi nhuận theo mỗi ngày một, được không ạ? Có nghĩa là thay vì mình chỉ được hưởng cái lợi nhuận của 280 ngày thôi, nhưng mà mình sẽ được thêm 2 ngày nữa. Đó, và mình sẽ được thêm cái phần lợi nhuận bổ sung nè. Đó, thì đối với, ví dụ như cái đối với là cái gói từ 200 đến 450, các bạn vẫn mặc định là được 280 ngày, nhưng các bạn được bổ sung thêm 6 ngày nữa. Có nghĩa rằng là 286 ngày mới kết thúc được cái gói đầu tư trong cái dao động trong cái mức này. Và cái bổ sung lợi nhuận nó sẽ là 0.03%. Các bạn để ý ra là cái gói, cái giá trị gói càng cao thì cái ngày bổ sung càng nhiều và cái lợi nhuận bổ sung nó sẽ càng cao, cái phần trăm nó càng nhảy lên này, các bạn thấy không ạ? Đó, rồi đối với cái mức vốn tối đa theo cái gói đầu tư Live này là 50.000 đô. Đấy, thì mặc định nó vẫn là 280 ngày thôi, nhưng mà cái ngày bổ sung rằng là nó sẽ bổ sung cho mình đến 20 ngày. Có nghĩa rằng là để kết thúc cái gói đầu tư 50.000 đô này là phải hết 300 ngày. Và mình sẽ nhận được đều đặn lợi nhuận trong 300 ngày này, không thiếu một ngày nào cả, được mà. Đối với Antares là một cái nền tảng mà nó hoạt động xuyên suốt, nó không có ngày cuối tuần hay là ngày lễ gì hết cả. Chỉ có những cái dịp Tết thì nó sẽ nghỉ trong vòng là từ 7 đến 10 ngày. Nhưng trong quá trình đó nó vẫn sẽ bổ sung và đền bù cái lợi nhuận cho mình một cách hợp lý. Vậy thì các bạn đang thắc mắc rằng là cái bổ sung lợi nhuận này là như thế nào? Thì các bạn sẽ nhìn ở trên này nè, các bạn ấn vào cái chỗ là đọc thêm nè. Chúng ta cùng đọc qua cái phần nguyên tắc làm việc này ha. Mỗi gói đầu tư mua hoạt động 280 ngày. Chi phí gói đầu tư ảnh hưởng đến số ngày bổ sung và phụ phí cho lợi nhuận hàng ngày. Có nghĩa rằng là cái vốn đầu tư nó sẽ ảnh hưởng đến số ngày bổ sung và phần trăm bổ sung. Có nghĩa là cái vốn đầu tư các bạn mua, cái vốn càng cao,
cái gói càng cao á thì số ngày bổ sung càng nhiều và phần trăm lợi nhuận bổ sung hàng ngày nó cũng sẽ càng nhiều. À bây giờ nó ví dụ cho mình cái gói đầu tư 500 đô, sau 280 ngày gói tiếp tục hoạt động thêm 2 ngày nữa và bao gồm một bổ sung cho lợi nhuận hàng ngày trong số tiền là cộng thêm là 0.01% nè. Tức là cái này là phần trăm mỗi ngày nha. Thì suy ra rằng là mình mỗi một tháng mình sẽ có thêm là 0.3% được không ạ? Rồi, đối với cái gói 10.000 đô thì so với cái gói đầu tư lớn hơn là 10.000 đô thì nó sẽ hoạt động thêm là 16 ngày nữa. Và bao gồm một bổ sung cho lợi nhuận hàng ngày với số tiền cộng là 0.08% một ngày thì xét ra sẽ là 2.4% một tháng. Được không? Các bạn nè, một tháng nó sẽ tính là 30 ngày thì các bạn sẽ nhân lên là 0.08%, các bạn nhân lên 30 ngày thì sẽ được là 2.4% một tháng. Thông thường đặt vào một cái vị trí của người đầu tư mới thì cái mức vốn trung bình sẽ là tầm 200 hoặc là 300 đô. Thì bây giờ Mai sẽ đặt ở một cái vị trí là người đầu tư mới thì nếu như mà bây giờ Mai muốn mua cái gói đầu tư là 300 đô thì Mai sẽ vào Mai chọn cái mục nào? Thì đối với cái mức vốn là đầu tư 300 đô thì mọi người sẽ vào cái gói là từ 200 đến trước 450 nè, đúng không? Là trong cái khoản này là nó sẽ có cái khoản bao gồm là 300 đô của mình nè, các bạn sẽ kích vào đây. Các bạn ấn vào chọn ha. Thì nó sẽ đưa mình đến cái mục này. Đây cái gói đầu tư. Thì ở đây ví dụ như bây giờ mình chọn trong cái khoản này là mình sẽ được quyền thay đổi cái con số vốn ở trong này. À thì bây giờ đối với ví dụ như bây giờ Mai đầu tư cái vốn là 300 hoặc là chúng ta muốn là đầu tư 350 đi hoặc là 320 đều được cả, miễn rằng là nó nằm dao động trong cái mức vốn cái gói mà mình mua, được không? Ví dụ như bây giờ là cái gói 350 đi ha. Rồi, ở cái mục là chọn số dư thì các bạn lưu ý là ở cái mục chọn số dư này nó luôn luôn mặc định là tài khoản bắt đầu. Tại vì sao? Tại vì hệ thống nó sẽ lập trình và nó sẽ hiểu rằng là khi mà các bạn muốn mua gói đầu tư là các bạn phải nạp tiền từ bên ngoài vào. À, mà khi mà các bạn nạp tiền từ bên ngoài vào là các bạn sẽ nạp vào cái tài khoản bắt đầu. Cho nên rằng là nó sẽ hiện cái chọn số dư là tài khoản bắt đầu. Nhưng đối với cái trường hợp rằng là ví dụ như bây giờ Mai đang có tiền trong cái ví tiền thưởng hoặc là Mai đang có tiền trong cái ví là tài khoản hoạt động thì Mai vẫn mua được cái gói đầu tư. Thì Mai sẽ chọn vào đây, Mai sẽ kích vào đây nè. Đó, Mai sẽ chọn thì ở đây nó sẽ có hiện ra ba cái ví cho mình. Miễn rằng là cái ví nào có tiền và đủ để chi trả cho cái gói đầu tư mà mình muốn mua là các bạn được quyền chọn. Ví dụ như bây giờ Mai có cái đồng tiền nội bộ ở cái tài khoản hoạt động thì các bạn sẽ chọn vào tài khoản hoạt động. Hoặc là bây giờ á, trước đó Mai đầu tư với cái gói là banner. À Mai cái lợi nhuận mỗi một ngày của chương trình banner nó về cái ví tài khoản tiền thưởng. Bây giờ Mai muốn chuyển, Mai muốn dùng cái phần tiền đó để mà Mai mua cái gói live profit thì Mai sẽ vào cái tài khoản tiền thưởng, được không? Nói tóm lại rằng là ba cái ví này, miễn rằng là cái ví nào có tiền và đủ để chi trả cho cái gói đầu tư mà mình muốn mua thì các bạn đều hoàn toàn các bạn có thể dùng cái tiền trong ví đó các bạn mua được, được không? Rồi, ở cái phần này nó sẽ có cái phần là gói bảo vệ. Thì đối với Mai rằng là cái việc rằng là đối với một cái nền tảng như internet thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần phải mua những cái gói bảo vệ này để làm gì hết. Đối với những bạn nào mà chúng ta muốn mà mua cái gói bảo vệ để chúng ta an tâm thì các bạn cứ việc mua. Còn theo Mai thì Mai không cần phải mua, tại vì rằng là mình đủ cái niềm tin vào internet rồi, đủ cái niềm tin vào cái đối tác của internet trong cái chương trình live là cái công ty Netshark, cũng như rằng là đối với cái chương trình banner cái đối tác của nó là Catalyst. Thì hai cái công ty đối tác này là hai cái công ty mà nó có nền tảng cũng khá là vững rồi, cho nên là mình cũng hoàn toàn yên tâm ha. Rồi đối với khi mà các bạn điền ở trên này là cái gói 350 thì ở dưới này nó sẽ tổng cộng cho mình rằng là tổng cộng sau cái thời gian là 286 ngày bạn sẽ nhận được là 1011.01 đô. Và ở phía sau này nó có dấu sao, có nghĩa rằng là cái lợi nhuận của mình nó được thả nổi, tức là nó có thể trên cái mức 1.000 mấy này, được không ạ? Rồi đối với cái phần mức độ tuyến tính phải dùng có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những bạn nào mà chúng ta chia sẻ, đối với ví dụ như bây giờ Mai mua cái gói 350 này và Mai làm marketing thì Mai sẽ nhận được hoa hồng một tầng từ F1 của mình thôi. Khi mà các bạn muốn được hưởng cái hoa hồng nhiều tầng hơn thì các bạn phải mua cái gói đầu tư lớn hơn. Vậy thì với cái mức vốn 400 thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu đây? Và cái tích lũy hàng ngày nó tính ra cho mình sẽ là 4.04 đô. À, và cái mức độ mà mình hưởng hoa hồng mình vẫn đang ở chỉ mới một tầng thôi.
Vậy thì đến cái mức nào mình mới được nhận 2 tầng? Thì các bạn sẽ kích vào đây nhé. Ví dụ như hiện tại đây là 400 ha. Bây giờ Mai sẽ chọn cái gói là từ 500 đến trước 950 xem. Đây, các bạn thấy không? Nó khác biệt liền. Đây, mức độ tuyến tính sử dụng là 2 rồi nè. Có nghĩa là khi mà các bạn đầu tư cái gói 500 thì các bạn khi mà các bạn làm affiliate, các bạn làm marketing á, các bạn sẽ nhận được hoa hồng là 2 tầng. À, vậy thì với cái gói 500 này, đây cái mức gói 500 nó sẽ dao động từ 500 cho đến trước 950. À nè, đó thì các bạn ví dụ như bây giờ Mai muốn đầu tư cái gói là 700. Được không ạ? À? Được. Các bạn cứ điền vào, các bạn click chuột ra bên đây thì tự động nó sẽ thống kê cái con số ngoài đây cho mình. Nó tự động tích lũy hàng ngày, nó sẽ tự tính ra cho mình luôn. Đó, thì ví dụ như ở cái gói dao động là từ 500 đến trước 950 này thì thời gian làm việc của nó sẽ là 288 ngày. Và nó sẽ tự động tính ra cho mình. Ví dụ như bây giờ anh muốn đầu tư cái gói 700 thì sau 288 ngày này anh sẽ nhận được cái con số là bao nhiêu đây. Và mỗi một ngày anh sẽ tích lũy được rằng là 7.14 đô. Cái con số 7.14 đô này, cái con số mà tích lũy hàng ngày là cái tiền cả gốc và lãi. Đó là cái phần lợi nhuận nó sẽ trả theo từng ngày cho các bạn. Được không? Nó sẽ trả lợi nhuận theo từng ngày và nó sẽ trả vào cái ví tiền thưởng. Cái ví tiền thưởng là cái ví mà mình sẽ nhận cái tiền lợi nhuận trong cái quá trình đầu tư và cái tiền khi mà cái tiền thưởng khi mà các bạn làm marketing. Cái ví tiền thưởng là cái ví mà mình được phép rút bất kỳ lúc nào cũng được. À, cái hay của Antares rằng là khi mà các bạn, cái gói đầu tư của các bạn bắt đầu khởi chạy thì cái lợi nhuận nó sẽ bắt đầu nó trả theo về theo ngày cho các bạn luôn và các bạn muốn rút lúc nào cũng được. Rồi, đó thì ví dụ như bây giờ hiện tại, ví dụ như bây giờ hiện tại Mai đang có cái gói là 500. Bây giờ Mai muốn cái vốn, mức vốn của mình là 1.000. Ở cái hạn chế của cái chương trình live này á là mình sẽ không có nâng gói lên được. Ở cái chương trình banner là chúng ta sẽ được nâng gói. Tức là hiện tại các bạn đang ở cái mức gói là 100. Thì các bạn muốn nâng gói lên, các bạn muốn nâng gói lên thành cái gói 250 thì các bạn chỉ chi phí chịu cái phần phí thêm rằng là 150 nữa thôi. Từ 100 các bạn muốn lên 250 thì các bạn sẽ bỏ vào thêm là 150 thì các bạn sẽ được nâng gói. Nhưng đối với cái chương trình live này các bạn hoàn toàn các bạn không có nâng gói được. À, các bạn muốn thì các bạn phải mua cái gói khác, cái gói hoàn toàn khác luôn. Ví dụ như bây giờ Mai đang ở cái gói là 500 đô. Bây giờ Mai muốn lên cái gói 1.000 thì bắt buộc Mai phải mua cái gói mới, mua cái gói 1.000 mới, được không? Đó, ví dụ như bây giờ Mai đang ở cái mức gói là 500 đến trước 950 nè. À, bây giờ Mai muốn mua cái gói 1.000 để làm gì? Để tăng cái phần trăm khi mà mình làm marketing, khi mà mình tăng cái phần trăm hoa hồng mình hưởng hệ thống thì mình sẽ mua cái gói 1.000 này luôn. Chứ không phải là các bạn muốn từ 500 các bạn lên 1.000 là các bạn chỉ bù thêm 500 nữa là không có. Đối với cái chương trình live này nó không có cho mình nâng gói. Mình muốn là mình sẽ mua cái gói khác. Đó là cái khuyết điểm so với cái chương trình banner. Tuy nhiên đối với cái chương trình live này nó có cái đó là cái khuyết điểm nhưng nó cũng có ưu điểm. Ưu điểm rằng là đối với cái chương trình live này bạn sẽ có thể cùng một lúc các bạn mua nhiều gói đầu tư. À, các bạn đầu tư cùng một lúc nhiều gói được. Bây giờ Mai muốn mua cái gói 1.000 thì bắt buộc Mai phải vào đây, Mai chọn cái dòng là 1.000. Đó, thì đối với cái gói 1.000 này là nó sẽ có cái mức độ hoa hồng, cái mức độ mà tiền thưởng marketing á, mình sẽ được là hưởng là 3 tầng. Được không ạ? Và cái thời gian làm việc nó sẽ là 290 ngày. Và cái tổng cộng sau 290 ngày này mình sẽ nhận được là 2.987 đô. Và nó sẽ tính luôn cho mình là tích lũy hàng ngày bạn sẽ được 10.3 đô. Được không? Đó, thì nó sẽ tính toán cho mình hết những cái tiền lợi nhuận rồi kết thúc hợp đồng, kết thúc cái gói chu kỳ đầu tư này mình sẽ nhận được bao nhiêu là nó sẽ thống kê hết cho mình luôn. Rồi bây giờ Mai sẽ thực hiện cái thao tác mua gói đầu tư và Mai sẽ trong cái video này Mai sẽ mua cái gói 1.000 ha. Thì đầu tiên là mình sẽ vào cái gói 1.000 này mình điền vào. Sau đó là mình sẽ chọn cái số dư. Thì hiện tại là cái ví, ba cái ví này thì chỉ có cái ví tài khoản hoạt động là Mai đủ tiền để mua cái gói đầu tư này thôi thì Mai sẽ chọn cái tài khoản hoạt động. Những bạn nào mà chúng ta hai cái ví còn lại mà chúng ta đủ tiền để chúng ta mua cái gói đầu tư thì các bạn có việc chọn ha. Rồi ở đây là cái gói bảo vệ thì Mai không có ý định là mua gói bảo vệ cho nên là mình cũng không có còn phải tích vào hai cái ô này làm gì. Rồi khi mà các bạn điền tiền, điền chọn cái ví thì các bạn sẽ ấn là mua.
Đó, thì nó sẽ hiện ra trong bạn là bạn có chắc chắn muốn mua hay không. Thì mình nếu mà mình muốn suy nghĩ lại thì mình ấn từ chối. Còn không, mình muốn chắc chắn mình mua rồi thì các bạn ấn mua. Sau khi mà các bạn ấn mua xong thì ở đây nó sẽ hiện ra cái dòng chúc mừng. Chúc mừng bạn đã mua gói đầu tư. Và cái gói đầu tư này, đây các bạn nhìn này, khi mua gói đầu tư 72 giờ đầu tiên sẽ phân phối tiền để làm việc. Có nghĩa rằng là khi mà các bạn mua rồi thì sau 72 giờ cái tài khoản, cái gói đầu tư của các bạn mới bắt đầu kích hoạt, và đến cái ngày thứ tư là nó mới bắt đầu có lợi nhuận cho các bạn xem ở cái cột đây nè. Cái đây. Nó sẽ bắt đầu nó cộng lợi nhuận vào cái cột này. Đấy, cái cột này nó bắt đầu nó có lợi nhuận. Thì cái cột này nó có lợi nhuận đồng nghĩa với việc rằng là cái tài khoản tiền thưởng của các bạn nó cũng sẽ nhảy số lên, được không? Rồi, sau khi mà các mình đã mua cái gói đầu tư xong rồi, các bạn sẽ vào cái mục tài chính, các bạn vào gói đầu tư của tôi. Đó, thì hiện tại mới có hai gói đầu tư này các bạn thấy không? Nếu đây, cái gói đầu tư là hiện tại là đang là cái gói 500. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho mình là ngày mua, ngày kết thúc và ngày còn lại. Đó, thì cái ngày còn lại này đối với những cái bạn nào, ví dụ như đây, cái ngày đây, đây là ví dụ như cái ngày, cái gói này mình mới mua, thì cái ngày còn lại nó sẽ hiển thị là 293 ngày. Mặc dù là cái gói này nó chạy chỉ trong vòng 290 ngày thôi, nhưng tại sao nó hiện ở đây là 293? Có nghĩa rằng là 3 ngày các bạn chờ đợi đó là nó sẽ hiển thị ở đây luôn. À, đây nó sẽ hiển thị cho mình là ngày mua nè, ngày kết thúc, đấy, tích lũy, đấy, đã tích lũy là không này, tại vì cái gói đầu tư này chưa kích hoạt cho nên là đã tích lũy là không. Và cái trạng thái này là đang phân phối tiền. Có nghĩa là nó chưa có tiến hành, nó đang chờ đó. Còn ở cái gói 500 này, cái trạng thái của nó là đang tiến hành này các bạn thấy không? Đấy, ngày còn lại và đã được tích lũy là bao nhiêu đây? Nó rất là chi tiết và rõ ràng các bạn. Rồi, ở cái phần cái video này thì nói về cái chương trình Ladder Fit Team này thì Mai cũng chỉ có những cái thông tin như vậy để chia sẻ cho mọi người thôi. Thật sự đối với những cái chương trình trong cái nền tảng Internet này á, thì các bạn phải hiểu rằng là Internet nó liên kết với những công ty này và nó dùng cái phần tiền đầu tư của mình nó đi đầu tư vào những cái phân khúc khác nhau để mà nó mang về cái dòng lợi nhuận và nó sẽ chi trả cho mình. Đứng ở một cái góc nhìn khách quan, ở một cái vị trí là người đầu tư hoặc là một cái người chia sẻ thì Mai cũng chỉ chia sẻ cho mọi người về những cái kiến thức, về những cái góc nhìn như vậy thôi. Thì mình đầu tư mình phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình cần phải tìm hiểu rõ ràng, tìm hiểu những cái nền tảng rõ ràng. Mặc dù bây giờ Mai chia sẻ đi, nhưng mà đối với những cái người khán giả họ xem cái video của Mai, họ cảm thấy là à đây là một cái nền tảng không phù hợp thì không tham gia, đó là cái quyền của mọi người. Đứng ở một cái người là chia sẻ thì sẽ xét về tổng quan hết để cho mọi người hiểu. Thì sau khi mọi người hiểu xong rồi, những ai mà có cái gọi là có cảm mến Mai hoặc là có nhu cầu mà muốn đồng hành với Mai trong cái dự án này thì chúng ta sẽ liên hệ với Mai để mà Mai hỗ trợ đồng hành với mọi người trong cái quá trình mà mọi người tham gia ha. Và video nói về cái chương trình Ladder Fit Team này thì nó cũng chỉ có bao nhiêu cái thông tin đó thôi. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích video này cũng như rằng là sẽ đăng ký kênh để theo dõi những cái video nói về những cái chương trình đầu tư kế tiếp của trong cái nền tảng Internet ha. Và hẹn mọi người trong video tiếp theo.